Hello, xin chào các bạn buổi sáng nha. Thì sáng nay thì chiên cá các bạn, còn con nữa hơi bị khét à. Anh Thành anh mới đi câu cá về, bây giờ anh đang làm cá ở ngoài đây nè các bạn. Tí nữa nấu nồi canh chua. Hôm nay anh câu được con cá hoa lài anh. Hoa lài. Hoa lài. Giống như cá lóc Việt Nam giống cái thịt nó dai giống như cá lóc đó các bạn. Còn hai con cá này là cái gì? Một con sinh đan, một con crab đi. Con kia là crab đi hả? Tí bỏ đi chiên lên. Để lên đi rửa chiên chứ để nó cái chảo nó cháy. Đó các bạn, con cá này nó giống y chang thịt cá lóc đó các bạn. Tí nữa mình bỏ vào mình nấu nồi canh chua. Sẵn tiện hôm nay mình nấu canh chua nè. Mới đi ra hồi lúc 7 giờ rưỡi á. Giờ 8 rưỡi đi ra 1 tiếng câu được 3 con anh hả? Các bạn, cái gọi là hoa lài nè. Hoa lài nè các bạn. Đó, tươi xanh luôn các bạn. Nó còn sống á, nó ánh lên nè các bạn, nhìn thấy không? Đó. Và cái thịt nó chắc á, nhìn nó giống như chang con cá lóc ở bên Việt Nam á các bạn. Đó, anh Thành anh cắt ra là giờ thì để mấy khúc ra thì kho, chén cá kho tổ ăn. Còn đi nấu tô canh chua. Mấy cái đầu cá. Nó tím này các bạn, ngon ghê. Đấy, nó còn sống mà. Tươi á. Canh chua xong rồi, giờ thì ra sau vườn Thư kho miếng cá kho tổ các bạn. Gọi là cá kho tổ nhưng mà Thư kho bằng nồi. Đó, Thư thắng nước màu vừa tới thôi. Giờ Thư phi miếng hành tỏi lên cho thơm. Rồi Thư kho cá thì Thư cho cái ớt bột Hàn Quốc này vô Thư xào sơ qua ha. Cái ớt bột Hàn Quốc này nó có tác dụng nó khử mùi tanh của cá các bạn. Rồi Thư cho thêm ít nước mắm vô trước. Đó, để nó tạo cái độ sánh sánh á, rồi bắt đầu Thư mới cho cá vô. Thì Thư thấy kho cá cái cách này á, nó không có bị tanh, với lại cái thịt cá nó chắc. Thư kho cá thì Thư không có đậy nắp vung. Thì mỗi người có mỗi cách kho cá nấu ăn khác nhau. Nhưng mà cũng có một số, có cái chị hỏi Thư á, chia sẻ một vài món ăn với lại cách pha nước chấm á. Thì hôm nay sẵn Thư có kho cá kho tổ nè thì Thư chia sẻ. Đó, thì khi mà cá thịt nó đã chín chắc lại rồi thì Thư mới cho nước vô sắp sắp mặt cá, rồi mình để lửa nhỏ kho liu riu. Bây giờ Thư sẽ cho vô một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê đường, rồi tí ti muối để có vị đậm đà. Đó các bạn nhìn thấy là cái thịt cá nó rất là chắc ha. Thư trở cái mặt cá mà nó không có bị nát luôn. Nếu mà mình đậy nắp vung á là cái thịt cá nó rất là dễ bị gãy. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây, mình đi vô trong nhà kiến mình hái mấy trái ớt. Mình bỏ vô trong cái nồi cá kho cho nó thơm á. Bây giờ thì sẽ hái mấy trái ớt ở đây. Trong nhà kiến bây giờ thì nhiệt độ Thư để là 60 độ F á các bạn. Có cái máy để sưởi cho mấy cái cây ớt.
Đó, bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái trái ớt chín vừa hái trong nhà kiến ra nè, bỏ vô luôn cho nó mềm ra, nó sẽ thơm cái nồi cá kho tổ lắm luôn á. Thơm quá. Trong khi chờ cái nồi cá kho liu riu ở ngoài kia thì Thư đi vô Thư dọn cái nhà kiến, dọn cái vườn mini ở trong nhà kiến đây. Đây là cái bụi ngò ôm rau ngổ á. Nó không biết bị lạnh cái hôm mà cúp điện á các bạn, cho nên nó bị chết cháy nè. Giờ Thư cắt xác nó xuống rồi chăm sóc nó lại. Ô, Thư nhổ mất tiêu một cọng, nó đang có rễ rồi, nhưng mà không sao, nó lan ra cũng lẹ lắm. Giờ Thư sẽ cắm một cái cây vô để Thư lồng cái bị lại á. Thư nghe người ta nói là làm như vậy thì cây ngổ nó sẽ lên tươi tốt hơn. Ngổ với lại rau răm á, thì nó thích cái bóng râm hơn là ánh sáng mặt trời chói chang ha. Cây ớt này nó xanh tốt ghê chưa, đó ớt chín đỏ nhìn đẹp nữa ha các bạn ha. Ở trong nhà kiến nhà Thư nó có hơn chục cây ớt lớn nhỏ luôn đó các bạn. Thư sưu tầm một chục cây ớt này thì cũng cỡ khoảng 5 giống ớt khác nhau. Đầu cá quá chừng các bạn, mình mỗi lần mình ăn mình bóc ra mình để trong ngăn đông lạnh đó, đây là mình bị vài cá nữa, giờ mình đem ra mình bón cho cây. Cái này là cái bã đậu nành, giờ anh Thành anh đang chuẩn bị anh bón phân cho mấy cây táo với lại anh tỉa mấy nhánh táo, tại vì nghe mấy bạn nói là tỉa nhánh táo cho nó khỏe cái cây táo các bạn. Cái đầu cá, xương cá nè, mình làm phi lê ra để mình làm cá khô một nắng á các bạn. Đó, mình còn mấy cái xương cá thì mình bỏ vô, mình chôn vô gốc cây á, thì cây nó phát triển với lại trái nó ngọt nha các bạn. Giờ mình chôn cái bị bỏ tôm xuống luôn này các bạn. Táo này gai không à, cây nào cũng gai nhiều á, táo tàu nó gai dữ lắm. Sao nghe có bạn nói táo tàu thì nó ít gai hơn là táo dại, nhưng mà Thư thấy cây táo tàu nhà Thư nó gai quá trời nè. Thành ảnh đang đào mấy cái củ này, củ này gọi củ gì quên ảnh hả, củ tróc á các bạn, lên tí nữa thì đem vô Thư luộc ăn nè, nhiều lắm các bạn. Đó, quá trời luôn. Đó, đó các bạn nhìn thấy nè, quá trời quá đất nè. Chan lên đây. Nó một năm là nó đẻ, một năm là nó đẻ các bạn. Cần chút xíu thôi là nó mọc. Bụi luôn thấy thương ha. Đó. Nhiều lắm. Anh Thành đào tiếp. Giống như là củ khoai lang á các bạn. Nó đẻ nó nhiều lắm. Đó, một bụi luôn, đã không nè. Để đem em lấy nha. Các bạn coi nè. Nhiều ghê ha. Đó. Ủa nhưng mà củ này nó còn non quá không anh? Không biết đâu. Hơi còn non á, không là nó lan tràn đại hải. Em nghĩ để tới một một xuân ăn được nè, cũng này nó còn non các bạn, đã không? Mà tối nay mình luộc nồi mình ăn nha. Mình trồng nó rất là dễ luôn á, chỉ cần cắt một mẫu nhỏ 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 này thôi. Như cây thay thôi là nó. Dạ, chỉ cần một khúc nhỏ nhỏ như vậy thôi nè các bạn, là nó cũng đã lên một củ rồi đó, lên một cái cây rồi đó các bạn. Tràn lan đại hải. Chưa, tối nay có anh rổ củ này củ gì quên anh, củ dông. Củ dông hả, hay củ tróc? Củ dông, củ tróc. Dông với tróc giống nhau hả? Củ tróc, mình củ dông nó một trong. Củ dông là cái củ dài dài ốm ốm đúng không? Trong củ này là củ tróc. Đấy, ra được đi. Mình đào lên hơi sớm đó các bạn.
Giờ mình bắt lên mình nấu lên thử coi ăn có ngon không ha.